Xin chào các bạn đã tới với kênh US Life. Gần đây thì mình thấy có thông tin là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán có khả năng sẽ chấp nhận Bitcoin ETF. Và điều này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư đối với đồng Bitcoin. Do vậy, trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ một số thông tin mà mình tìm hiểu được về ưu cũng như là nhược điểm của Bitcoin ETF để các bạn có thể tham khảo nhé. Bitcoin là đồng tiền điện tử cryptocurrency dùng cho việc thanh toán cũng như là trao đổi online. Còn ETF thì được viết tắt từ Exchange Traded Funds. Về mặt bản chất thì ETF sẽ chính là một tập hợp của các mã đầu tư theo nhóm. Do vậy thì nó sẽ mang đặc tính chung của nhóm đó. Cho nên khi kết hợp Bitcoin ETF thì mình sẽ tạm hiểu là mô phỏng của tiền điện tử. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chia sẻ ưu điểm và nhược điểm để các bạn có thêm thông tin tham khảo nhé. Thứ nhất, ưu điểm của Bitcoin ETF. Bởi vì có tên gọi ETF, cho nên Bitcoin ETF cũng sẽ mang tính chất của ETF, tức là các nhà đầu tư không cần thiết phải đầu tư trực tiếp vào đồng Bitcoin, cũng như là mất công tạo lập và bảo mật cho ví tiền điện tử. Các nhà đầu tư sẽ chỉ cần đầu tư thông qua ETF. Hơn nữa, vì đây là ETF, cho nên các nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán. Và điều này sẽ rất là thích hợp cho việc kiếm tiền giống như là việc bán các mã cổ phiếu khi muốn chốt lời. Trong quá khứ, thì SEC, viết tắt của Securities and Exchange Commission, tạm dịch là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, đã từng từ chối đề xuất Bitcoin ETF khá là nhiều lần. Nhưng mà hiện nay thì có một số thông tin khả quan là Ủy ban sẽ thông qua đề xuất đối với Bitcoin ETF vào ngày 18 tháng 10 của năm 2021. Nếu như mà đề xuất Bitcoin ETF thực sự được Ủy ban thông qua, thì sẽ có càng nhiều nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào Bitcoin hơn nữa, làm cho đồng tiền này sẽ càng trở nên phổ biến hơn trước. Và quả thật khi mà có thông tin này thì đồng Bitcoin đã lập đỉnh ở mức giá hơn 60.000 đô gần đây. Thứ hai, nhược điểm của Bitcoin ETF. Như là mình vừa chia sẻ trước đó, thì Bitcoin ETF sẽ được mua và bán giống như các mã cổ phiếu thông thường. Cho nên, nó cũng có thể bị bán khống short selling rất nhiều, làm cho giá tiền của Bitcoin càng rất mạnh hơn. Vốn dĩ, Bitcoin đã mang cho mình tính chất dao động giá mạnh của cryptocurrency tiền điện tử nói chung. Cho nên theo mình, nếu như mà các bạn chọn đầu tư dài hạn, thì giá trị của Bitcoin có thể sẽ bị thay đổi rất nhiều và thậm chí có khả năng hạ thấp nếu như mà đồng tiền này bị các nhà đầu tư bán khống nhiều. Các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin mà mình vừa chia sẻ về ưu cũng như là nhược điểm của Bitcoin ETF để có hướng đầu tư phù hợp trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.